Sankhanyo Taveva Namam Ahosi Dhe. Đây là chương trình Phật Pháp Buddha Dhamma trên mạng Internet, mỗi ngày qua Bao Talk, Facebook và Zoom, mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè Việt Nam từ 8 đến 10 giờ tối, Houston 8 đến 10 giờ sáng, New York 9 đến 11 giờ sáng, Cali 6 đến 8 giờ sáng, Paris 3 đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Metta Vanya thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ năm, ngày 20 tháng 5 năm 2021, Phật lịch 2564. Giáo trình hôm nay, bài 72, diện trình tâm quan ngũ môn, phần 2. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con thành kính đảnh lễ vào cung thỉnh thượng tọa minh hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Phật Thầy Giả. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bức tường, những vọng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, thải đều mau tan biến. Nguyện loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì dạy hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa tu làm thay, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa minh hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Giờ đây chúng con thành kính đảnh lễ và cung thỉnh thượng tọa đại sư từ bi hoan hỷ trường nhập bài học hôm nay. Nam mô Phật Thầy Giả. Nam mô Phật Thầy Giả. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo pháp, kính đảnh lễ chư thịnh bằng đệ tử Phật. Kính thưa quý vị, giáo trình thắng pháp hôm nay chúng ta học đến diễn trình tâm nha quan ngũ môn phần 2. Tức là chúng ta học đừng cử một
lộ trình tâm. Bốn môn bình nhật cảnh rất lớn, nó được diễn ra đầy đủ nhất các cái loại tâm lộ, tức là gồm có 17 cái sắc na. Trong phần này chúng ta sẽ nghe giờ đầu do Thượng Tọa Giác Đẳng trình bày. Bây giờ thì xin mời cô Metapanya đọc cho bài học, sau đó xin cung thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư thuyết giảng. Nam Mô Bồ Tát. Sư tu sư thông thân thầy, chúng con thành kính đảnh lễ và tri ân Thượng Tọa Tỳ Siêu. Bài học hôm nay giáo trình thắng pháp Avitamma bài 72, diệu truyền tâm qua ngũ môn phần 2. Một trong những vấn đề khiến người học thắng pháp Avitamma bỏ cuộc khi học môn này là do cách trình bày. Giống như chuyện xưa kể người bị mất con dê đi tìm, đi từ ngã tư này đi thứ khác, rồi từ ngã tư khác nữa. Thực ra thì thắng pháp không khó như vậy, chỉ do trong sự trình bày thường kéo quá xa vào những nhánh rẽ, khiến sự tập trung bị phân tán. Dựng trình tâm thức nếu liệt kê đầy đủ có hàng trăm trường hợp khác nhau, tạm thời đừng bận tâm sự đa dạng, khúc chiết, mà nắm vững căn bản trước. Đơn cử, một diễn truyền tâm đầy đủ nhất. Dòng tâm thức là sự tiếp nối sanh diệt của những sát na tâm. Thắng pháp dạy rằng, mỗi tích tắc, tâm sanh diệt 100 tỷ sát na. Trong dòng tâm thức ấy là những phân khúc hòa thức trong tiếng truyền tâm. Ngài tịnh sự gọi là lộ tâm, xen kẽ giữa những tiềm thức. Dịch giả Phạm Kim Thắng dùng một từ khá thú vị là những chập tư tưởng. Có nhiều diễn trình của hoạt thức. Ở đây, lấy một đơn cử, diễn trình dài nhất do sung mãn cả bốn yếu tố: căn, cảnh, môi trường, sự chú ý. Dựng trình tâm thức hàng ngày thuộc ngũ quan, ấn tượng mạnh, Ngài tịnh sự gọi là lộ tâm ngũ môn bình nhật cảnh rất lớn, có 17 sát na. Sát na dịch chuyển, Atitta Pavanga, sát na dao động, Pavanga Chalana, sát na gián đoạn, Pavanga Upacchera, sát na khai ngụ môn, Vanchada Ravacchana, sát na ngụ quan, Vanchada Vinyana, có thể là một trong năm thức nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, tùy cảnh. Sát na tiếp nhận, Sampatichana, sát na kiểm tra, Santirana, sắc na xác định, Uttapana, 7 sắc na xử lý, Javana, 2 sắc na dư hưởng, Tadalampana, trở về những sắc na tiềm thức. Đây là điều luôn xảy ra, không có ngoại lệ. Khi những sắc na tiềm thức sanh khởi, làm trái độ, nên nhớ là phần này không tính vào số 17 sắc na của một tiến trình tâm. Ba sắc na đầu, sắc na dịch chuyển, Atita Pavanga, sắc na dao động, Pagan Gachanana, sắc na gián đoạn,
Tạng Upacchada vẫn thuộc tiềm thức. Pavanga chỉ là hiện tượng sắp chuyển đổi, sắp na ngũ quan. Vancha Tava Vanchada bất cảnh trực tiếp, chiêu cảm nghiệp lực quá khứ, những sắc na khai ngụ môn. Vancha Tarava Chana tiếp nhận. Sampati Chana kiểm tra. Santi Vana xác định. Muntapana làm công việc có tính cách máy móc. Bảy sắc na xử lý. Javana không thuộc quả nghiệp mà nằm trong ý chí tạo nghiệp. Chetana hai sắc na dư hưởng chỉ là hiện tượng động của ấn tượng mạnh, không tạo nghiệp, cùng cảnh nhưng không xử lý. Hai ví dụ xưa và nay. Hai ví dụ sau đây giúp người học hiểu được ý nghĩa của mỗi sắc na được nói tới trong diễn trình tâm thức, sự liên hệ giữa sắc na này đến sắc na khác. Nhưng hai ví dụ có thể tạo nên ngộ nhận. Đây là một quy trình hoàn tất. Kỳ thật thì đa phần khi một cảnh gì đó xuất hiện thì hàng triệu diễn trình sanh khởi xăm soi vào một cảnh. Ví dụ cổ điển, người ngủ dưới gốc xoài. Có người đang ngủ, có người đang nằm ngủ dưới gốc cây xoài. Gió thổi qua làm trái xoài rụng. Người ấy bị âm thanh do trái xoài rơi xuống kích thích. Ngồi dậy, đưa mắt hướng về tiếng động. Nhìn thấy trái xoài, bước đến nhặt lấy. Xem xét trái xoài như thế nào. Thấy xoài chín không bị hư, người ấy ăn trái xoài. Ăn xong lại chép miệng, nếm hương vị xoài còn dư sót. Rồi nằm xuống ngủ tiếp. Nằm ngủ dưới gốc xoài ví như tiềm thức, trái xoài ruộng ví như tiềm thức dịch chuyển. Bị âm thanh kích thích ví như tiềm thức dao động. Giật mình thức giấc ngồi dậy ví như tiềm thức gián đoạn. Đưa mắt hướng về tiếng động ví như khai ngụ môn. Nhìn thấy trái xoài ví như nhận thức trong ngũ song thức. Bước đến nhặt ví như tiếng xăm soi xem xét ví như kiểm tra. Thấy xoài chín lại không bị hư ví như xác định. Ăn trái xoài ví như xử lý. Ăn xong còn chép miệng ví như dư hưởng. Nằm xuống ngủ tiếp ví như sự trở lại của tiềm thức. Ví dụ ngày nay về hoạt động của một văn phòng làm việc. Lấy một ví dụ về một công ty bất động sản có phạm vi kinh doanh lớn với đầy đủ nhân sự. Trong lúc thời gian không có khách hàng hàng ngày hoạt động như tiềm thức cố hữu, khi có tiếng chuông có một trạng thái thay đổi, chuyển động, phản ứng như tiềm thức chuyển thể, dao động, gián đoạn. Người mở cổng, ví dụ cho tâm khai ngụ môn. Người ra nhận biết, xem đó là nhân viên bưu điện hay khách mua nhà đất như tâm ngụ quan. Một người chào hỏi đón tiếp như tâm tiếp nhận. Một người lấy những chi tiết như tên, họ, giờ hẹn như tâm kiểm tra. Một người quyết định xem gửi người khách tới bộ phận nào trong công ty như tâm xác định. Người trực tiếp giải quyết nhu cầu của khách như xử lý. Nếu khách là một khách lớn, thân quen, thì cười ra thăm hỏi vui vẻ sau khi xong việc, như tâm dư hưởng. Tình trạng sau khi khách rời công ty, như trở lại tiềm thức cố hữu. Giờ đây chúng con thành kính đảnh lễ và cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng Bi Hoan Hỷ giảng dạy bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giả.
Xin lỗi quý Phật tử, quý vị có nghe chúng tôi nói được không? Chào Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Kính đảnh lễ chư Tòa Thượng Sư, đảnh lễ chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, thông thường đó, thì một khi mà chúng ta đã đi sâu vào trong một giáo trình học rồi đó, thì chúng ta cứ tiếp tục thẳng tiến thôi. Ít có bao giờ mà chúng ta cần phải trở lại nói chuyện một vài việc mà nó có tính cách là hướng dẫn ban đầu đó. Nhưng mà riêng về giáo trình tâm thức này đó, thì chúng tôi phải dành ít thời giờ để nói với quý vị là nếu mà quý vị nào mà tự học phi diệu pháp hay là quý vị nghiên cứu và đọc các giáo trình đó, thì quý vị sẽ dễ dàng nhận thấy ra một điểm là ít có khi nào mà cái vô đầu và vô đầu được nói kỹ, nói nhiều, nói rõ về từng cái giai đoạn, từng sát na một của tiến trình tâm. Dạ, mà thường là nói sơ qua. Dạ, nói sơ qua, thậm chí cũng ít có khi định nghĩa được. Dạ, các vị giảng sư chỉ rằng khi mình nói về 14 chức năng thì mình đã định nghĩa rồi, bây giờ chỉ nói sơ qua vậy thôi. Và một cái điểm khác nữa đó là các vị lại đưa ra rất nhiều chi tiết. Dạ, chi tiết ví dụ là chót động lực, chót hồn kiếp khách, rồi chót dư hưởng vân vân, rồi lại tạo ra rất là nhiều cái trường hợp làm cho chúng ta cảm thấy rằng đây là một đề tài rất là rắc rối. Kỳ thật thì không phải những điều mà các vị đưa ra hay là trong các cuốn sách nói đến mà vô ích vô bổ, nhưng mà chúng tôi phải nói một điều rằng nếu cái Phật tử đọc lại những cái giáo trình đó thì thường là rất là rối trí, dạ rất là rối trí. Một vấn đề mà rất là truyền thống của kinh điển ngày xưa và ngày nay đó thì nó thường xảy ra ở tại Miến Điện và Thái Lan, nhất là tại Miến Điện. Quý vị nào học đọc sách của ngài Mahasi đó, dịch sang tiếng Việt hay là nhiều cuốn sách khác đó, thì quý vị thấy có một điểm như vậy là thí dụ như là mình nói về nhân sinh trí tuệ, nhân sinh trí tuệ, nói về tâm hợp trí thì lại bắt đầu nói về nhân sinh trí tuệ, và trong trí tuệ đó thì lại đưa ra nhiều cái truyền tích, nhiều cái đoạn kinh, thì rốt cuộc những cái nhánh rẽ đó trở thành nhánh chính và cái phần chính đó thì nói một cái rất là ngắn. Đây là một cái vấn đề truyền thống của các sách giáo khoa Phật học. Những người mà học lâu thì nhớ được nhiều truyền tích, nhớ được nhiều cái từ vựng, nhưng mà thường là khi mà mình nói chuyện cho người nghe đó thì mình hay đi lạc đề lắm, lạc đề tức là những cái chánh rẽ mình đi quá sâu. Hòa thượng Minh Châu thường hay dùng cái chữ gọi là cái căn bệnh cổ điển hay căn bệnh truyền thống. Dạ, căn bệnh truyền thống mà hồi xưa tới giờ, đặc biệt là khi mà chúng tôi vào công chùa hồi còn nhỏ đó, thì các ngài thuyết pháp các ngài cũng hay thích nói như vậy. Dạ, thích nói như vậy. Cái đề này chính là định nghĩa một vài câu thôi, nhưng mà sau đó là chi pháp, sau đó là chuyển tích, mà chi pháp chuyển tích giảng rất là dài. Nhiều khi mà mình học, mình đọc cả mười mấy trang chỉ toàn là chuyển tích với chi pháp thôi, mà cái điều mà được nói đến thì gần định nghĩa thì chỉ biết vài ba câu thôi. Dạ, đây là một vấn đề mà chúng ta cố gắng để trở lại tập trung vào cái đề tài chính. Thì thưa quý vị, cho dù chúng ta sẽ học nhiều bài nữa về những lộ ngũ môn khác và lộ ý môn và một số các lộ đặc biệt như là chứng thiền, nhập thiền hay là hiện thông hay là niết bàn, thì những chuyện đó sau này hả hồi phân giải, thì những chuyện đó sau này hả hồi phân giải. Và cái chuyện hiện tại là riêng đối với một cái bài học đầu tiên là chúng ta nên học thật kỹ về một cái ở đây chúng tôi gọi là đơn cử, một cái diễn trình tâm thức. Mà cái đơn cử này chúng tôi chọn cái hồi nãy như sư tổ tư siêu đề cập đó là một cái diễn trình tâm dài nhất có 17 sắc na. Thì
Ở đây chúng tôi phải nói một điểm như vậy là ở trong hai cái thí dụ mà quý vị vừa nghe đọc và cũng như chúng tôi đến chương trình 17 sát na đó, nó dễ dẫn người ta đến một cái ngộ nhận, dễ dẫn đến một cái ngộ nhận, một sự hiểu lầm. Mà rất nhiều người học thắng pháp hiểu lầm về điểm này. Đó là một cái quy trình đã hoàn tất và một cái diễn trình đã hoàn tất. Ví dụ như từ lúc mình ăn ngủ, rồi mình nghe cái tiếng trái xoài rụng, rồi mình lượm trái xoài lên quan sát, rồi mình ăn, ăn xong rồi chép miệng, rồi trở lên ngủ nữa. Như vậy là xong chuyện. Xong chuyện. Đại khái ở cái sát na thứ 17 á, mình có thể viết cái chữ giống như trong movie là the end, tức là kết thúc câu chuyện. Thì cái hiểu như vậy là hiểu sai. Bây giờ chúng ta thử nói một chuyện như vậy là trong một cái tích tắc mà chúng ta ở trong kinh thường hay trong một khẩy móng tay hay trong một tích tắc á, thì ở trong một tích tắc như vậy đó, nó có hàng triệu sắc, hàng triệu triệu sắc na. Chúng ta nói hàng triệu triệu sắc na, khỏi nói những con số. Và trong hàng triệu triệu sắc na đó, nếu mà mình chia ra 17 đi, mình cho rằng tất cả đều là giống nhau, đều đầy đủ 17 sắc na đi, thì quý vị thấy con số có hàng triệu sắc na. Và trong cái hàng triệu sắc na đó, ấy xin lỗi, hàng triệu cái diễn trình tâm đó, thì nó không chắc đã hoàn tất cái việc xử lý một vấn đề gì đó. Nhiều khi nó chỉ là chuyện ở bên ngoài thôi. Quý vị thấy rằng đôi khi mình đọc một câu thơ, mình vừa đọc tới đâu mình hiểu đến đó, và mình có cảm xúc nồng nàn với một câu thơ đó. Giải thích nồng nàn câu thơ đó. Ví dụ bây giờ chúng ta nói về câu thơ là Nhật Mộ Hương Quang Hà Sử Tị, Yên Ba Giang Tượng Sử Giang Sầu, thì mình nói rằng Cụ Tán Đà vậy là quê hương phú bóng hoàng hôn, trên sông khói sống cho buồn lòng ai. Nhưng mà cụ Vũ chưa dịch lại là trời tối quê nhà đâu tái nhỉ, đừng dục cơn sầu nữa sống ơi. Thì khi mình nghe hai cái câu thơ đó, mình nghe liền, mình hiểu liền. Thì nghe liền, hiểu liền và mình có cái phản ứng tư tưởng. Thì trong thời gian đó, nó đã có hàng bao nhiêu tỷ tỷ cái diễn trình tâm thức. Đừng dục cơn sầu nữa sống ơi, mình chỉ nghe câu đó thôi đó, là quý vị nghe không cái con số diễn trình tâm nhiều lắm. Mà nó chỉ tập trung vào một cái cảnh nghe một câu thơ. Thì xử lý câu thơ thành ra. Ở đây chúng ta nói về vĩ mô, và đồng thời mình đừng hiểu lầm rằng một cái diễn trình tâm như vậy đó là nó đã hoàn tất. Hoàn tất. Giống như lượm cái sợ lên ăn, ăn xong rồi chép miệng rồi nằm xuống ngủ tiếp tục là hoàn tất, không có. Ngài Sinanda, Ngài thường nói rằng một cái cảnh đó, mà một cái cảnh mà mình tương đối là chỉ nhận rõ thôi, là nó phải mất đến 3-4 diễn trình tâm thức. Nhưng mà cái sự ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta đó, nó còn lớn chuyện hơn nữa. Và chúng ta nhớ như vậy là cái việc mà khởi sanh và kết thúc một cái diễn trình tâm đó, nó tương tự như là một cái hoạt động của một cái vệ tinh, nó đi một cái vòng tròn, và đi vòng tròn để nó tồn tại, vòng tròn rất là nhanh. Thì cái mà chúng tôi có thể thí dụ được mà chúng tôi sợ người ta khó hiểu đó, là hiện tại bây giờ người ta có những cái vệ tinh do thám. Cái vệ tinh do thám, ví dụ cái chuyện này đang xảy ra ở bên Do Thái, xảy ra ở ở cái gãy Gaza, nơi mà đang có chiến tranh đó. Thì không phải có một cái vệ tinh nó đứng yên một chỗ, và nó đứng yên chỗ ở ngoài bầu khí quyển mà nó chụp hình một chỗ hoài, và nó không có đứng yên như vậy. Và nó không có đứng yên tại vì sao? Cái đặc biệt của vệ tinh và của cái sự vận chuyển, cái trục quay của trái đất là nó luôn luôn chuyển dịch, nó luôn chuyển dịch. Thành ra ở trên một cái điểm nào đó đó, nó chụp một bức không ảnh và nó đi một vòng, nó trở lại chụp nhiều lần ở trên một cái cảnh, nhưng mà bản chất của cái vệ tinh đó nó không đứng yên. Chúng tôi sợ nói như vậy thì quý vị tự rối thêm. Nhưng mà đại để là khi một cái luồng tâm thức xâm soi một việc gì đó, xâm soi một cái cảnh nào đó, quý vị thấy
một cái hoa tường vi nở ở bên ở bên hàng rào, hay là quý vị mở cửa ra thấy trời nắng thì trời mưa, thì chúng ta biết rằng đã có vô số cái diễn trình tâm thức á, nó lặp đi lặp lại di chuyển trên đó. Thành ra đừng dùng những thí dụ, hai cái thí dụ mà chúng tôi vừa sắp nói ra đây, thí dụ về ăn xoài và thí dụ về cái sinh hoạt của công ty, mà mình cho rằng một diễn trình như vậy là nó đã hoàn tất. Nó thực sự nó không hoàn tất. Cái đó là cái mà hiểu lầm, rất là nhiều người học hiểu lầm về mặt này. Bây giờ thì quý vị, chúng ta trở lại một số điểm mà về ngôn ngữ và về ngôn ngữ, thì quý vị biết là trong cái thời mà ngài Hòa Thượng Tịnh Sự mà đem thắng pháp về Việt Nam á, thì chúng tôi phải nói quý vị nghe là ngài học thắng pháp thì học bên Thái Lan, ngài học Thái Lan, và lúc mà ngài học thắng pháp bên Thái Lan đó, thì mặc dù Thái Lan là một cái xứ Phật giáo Nam Tông rất là nhiều thế kỷ rồi, nhưng mà ngài không có học thắng pháp từ một cái vị thầy Thái Lan, tại vì một cái vị thầy dạy thắng pháp Abhidhamm Thái Lan thời đó không có. Quý vị đừng ngạc nhiên nha. Và một cái vị thầy dạy thắng pháp đó là cái ngài Chu Thích Cát. Ngài Chu Thích Cát, ngài là người Miến Điện, và ngài ở cái chùa mà chúng tôi thường thường đi sang đó, hay là đi với tăng đi ngang, chúng tôi thường chỉ chùa Quách Trạch Thăng hay chùa Chuông á, chùa Quách Trạch Thăng, thì ngài là người Miến Điện qua bên đó. Thì lúc mà ngài Tịnh Sự mà ngài sang Thái Lan ngài học đó, ngài gặp ngài Chu Thích Cát đó, thì lúc bấy giờ đó thắng pháp được giới thiệu một cách có hệ thống, một cách có quy mô, một cách có trường lớp ấy, là do ngài Chu Thích Cát đó ngài khởi xướng ra. Xưa kia chư tăng ấy, chỉ biết đến thắng pháp là qua những gì được ghi trong Tam Tạng. Tam Tạng giống như bây giờ quý Phật tử mà đọc Tạng Diệu Pháp mà ngài Tịnh Sự ngài dịch rồi thì gọi từ siêu sang định lễ định sách đó, lần ra thì đọc như bộ pháp tụ, bộ phân tích này đó thôi. Nhưng mà có trong Tam Tạng đó, có in ở trong Tạng, có chứa trong nhà đó, nhưng mà không có ai dạy hết, không ai dạy mà như chúng ta đang học ở trong lớp đây, không có. Thì chúng tôi nói như vậy đó để quý vị Phật tử hiểu rằng bản thân của ngài Tịnh Sự, khi mà ngài gặp ngài Chu Thích Cát, ngài học trực tiếp ngài Chu Thích Cát, thì đó cũng là một giai đoạn sơ khởi của thắng pháp Abhidhamma tại Thái Lan. Nhiều thế kỷ về trước cũng chắc là có những vị dạy, nhưng mà khi ngài Tịnh Sự qua đó, thì cái thắng pháp Abhidhamma được truyền ra là bởi một nhà sư người Miến Điện. Cái truyền thống của Abhidhamma của Miến Điện thì nó liên tục lâu đời lắm, nhiều thế kỷ. Thì thưa quý vị, và lúc ngài Tịnh Sự về Việt Nam á, thì ngài cũng là một cái vị chúng ta gọi là vị tiên phong. Vị tiên phong tức là thời đó đó ở Việt Nam cũng nói đến kinh Lục Luận, và nhiều lắm thì họ nói đến Môn Duy Thức, hay là Pháp Tướng Tông, hay là Môn Câu Xá. Nhưng mà lúc bấy giờ đó ở Việt Nam đó, thì cũng chưa có một quyển sách nào mà nói về Câu Xá, về Duy Thức bằng chữ Nôm hết. Và những vị nào mà giỏi lắm đó, đọc Duy Thức đó, thì đọc được chữ Hán đó, thì đọc về Duy Thức Tam Thập Tụng, Tam Thập Tụng của Huyền Trang. Nhưng mà những cái Duy Thức Tam Thập Tụng đó, nó cũng là những cái kệ ngôn giống như Abhidhamma Sanghaha, những bài kệ rất là cô động lắm. Thật ra bây giờ thì chúng ta mới nghe một số tác phẩm như là A Tỳ Đàm Câu Xá. Lúc mà chúng tôi vào chùa tu á, thì chúng tôi nhớ có một lần đó là Hòa Thượng Viên Minh và Hòa Thượng Siêu Trưởng Thầy, chứ tôi là Pháp Sư Giá Cánh á, là nhờ Hòa Thượng Viên Minh tìm ở đâu đó ngoài Huế, vì cái chỗ thân tình lắm á, mà tìm được một bản dịch A Tỳ Đàm Câu Xá Luận. Chúng tôi không nhớ dịch giả là ai, nhưng mà lúc đó là quý lắm, tại vì sách về câu xá không có, hay là một cái khái niệm mới về nhận thức của Thạc Đức,
thật đức là thầy đức hạnh đó, thì cũng là cái chuyện mà nói tổng quát ở bên ngoài chứ chưa có một vài cái tác phẩm và dạy nói về duy thức của Hòa Thượng Thiên Hoa. Nhưng mà chứ tôi thưa rằng nó chỉ là nó chỉ là mượn vào chữ Hán đọc sang âm Hán Việt nhiều hơn hơn là giải thích nghĩa lý thằng Hoa. Thì chúng tôi nói điều đó có nghĩa là cái môn này còn mới lắm. Và khi mà Ngài tự sự mà Ngài là người đã thuộc trong một những cái thế hệ đầu tiên học Thắng Pháp tại Thái Lan, quý vị nhớ, và cũng là một vị tức là cái vị dạy Thắng Pháp đầu tiên ở tại Việt Nam, mặc dù Ngài Hộ Tông Ngài có việc cũng bất chánh đáp, nhưng Ngài dịch thì dịch về thôi, dịch sách của Miên người thôi. Nhưng cái người mà thật sự mà đem cái môn Thắng Pháp hay người gọi là Vi Diệu Pháp mà đem ra để dịch thì Ngài thật sự, thật ra Ngài thật sự Ngài là người tiên phong trong rất là nhiều cái tư vấn, những thuật ngữ của Thắng Pháp dịch từ tiếng Pali sang tiếng Việt. Và phải nói lúc bây giờ Ngài nhờ vả rất nhiều vào chữ Thái là một, và thứ hai nữa là cái hiểu biết của Ngài học từ Ngài Chodika ra. Và khi mà Ngài dịch á, thì Ngài thực sự Ngài là một vị thầy giáo thọ bên Bắc Tông, tức là trước khi Ngài qua tu Nam Tông á, thì Ngài đã nổi tiếng ở tại miền Nam và đặc biệt ở Sa Đéc, Vĩnh Long, gọi là vị giáo thọ. Thì đó là chữ Hán là nguyên thông lắm. Dạ. Nhưng mà chúng tôi nói lần nữa, chữ Hán của Ngài đó lại là chữ Hán cổ văn, chữ Hán của quý thầy thời xưa, quý thầy Bắc Tông thời xưa ở Việt Nam á. Dạ, chữ Hán mà cổ văn chứ không phải là kim văn. Thì cái vấn đề của mình đó, mình phải nói rằng cái thế hệ của Ngài Tịnh Sự đó là đa quý thầy đó mà giỏi chữ Hán á, là ít có chú trọng về tịnh học, tức là học về chữ Việt mình á, là theo chữ Việt gọi là đủ xài đủ viết thôi, chứ các ngài cứ chú trọng về chữ Việt hiện đại, chữ Việt đương đại, mà các ngài chú trọng về chữ Hán. Nó là một cái phần như vậy. Thành ra ở trong cái từ dịch của Ngài Tịnh Sự đó, có nhiều khi quý vị sẽ thấy rằng Ngài thay đổi rất nhiều. Thí dụ như hồi chúng tôi còn nhỏ vô chùa đó, thì có những chữ mà bây giờ quý vị không nghe, thí dụ như là tâm mót, thí dụ tâm thức, thí dụ tâm hạnh. Tâm hạnh về sau này là chúng ta gọi là tâm duy tác hay là tâm tố. Dạ, Ngài đổi hay là tâm thực, rồi cái gọi là động lực, rồi động tốc, vân vân. Ngài có thay đổi. Chúng tôi nói điều này là bởi vì có nhiều vị đó cái quan niệm rằng khi mình học Thắng Pháp mình phải theo sách xưa chứ mình không thay đổi. Chúng tôi có nhận được một vài cái email mà của các vị nói rằng tại sao không chịu dùng danh từ Ngài đã dùng rồi, Ngài là bậc trưởng lão, bậc tiền bối, bộ mình không tin Ngài hả? Thật ra thì không phải là mình không tin Ngài, dạ không tin Ngài, nhưng mà chúng tôi thưa quý vị rằng nó có những từ vựng rất là xa xưa rồi. Ví dụ như bây giờ ở đây mà chúng tôi nói chữ Bình Nhật á, hay là thỉnh thoảng quý vị nghe Chư Tăng chữ Bình Nhật á, thì cái chữ đó thì đối Chư Tăng rất là quen. Nhưng mà tại sao mình không nói cái đó hàng ngày mà mình thấy cái đó Bình Nhật, ở trong cuộc sống Bình Nhật, mà chúng tôi đố quý Phật tử có tìm ở đâu mà có ai mà nói chữ Bình Nhật hết á, sao không có? Hay là mình xác định điều gì đó thì có, nhưng mà trong tiếng Việt Nam mà bây giờ mà chữ phân đoán á, thì nghe nó giống như nó không phải xác định. Đoán là không có xác định được, và xác định là không có đoán được, nó phân đoán chẳng hạn. Thì hay là ngay dùng cái chữ gọi là chữ na cảnh hay là thập di. Chữ na cảnh thì dịch tiếng Bali ta da la ma là cảnh ấy, tức là nó cùng một cảnh với tâm xử lý, nhưng mà nó chỉ cùng cảnh thôi chứ nó không phải sự, gọi là na cảnh. Hay là thập di. Thập di tức là gom tàn cuộc. Di là cái tàn cuộc, di là cái gì còn lại, cái gì thì chúng tôi nghĩ chữ dư hưởng nó dễ hơn. Thật ra đó là lý do tại sao mà đôi khi đó chúng ta nên chịu khó là thích nghi một chút. Những cái chữ xưa đó, thưa quý vị, thật ra thì nó cũng có cái hay, nhưng mà không phải lúc nào nó có hay. Quý vị đọc trong Tạng Diệu Pháp đó, mà hồi sau này chúng tôi viết chữ Tăng có sửa không, nhưng mà ví dụ như mình nói là giảng được hay là tóm tắt, hay là giảng rộng, hoặc giả là gọi là giải thì không nói,
mình nói là xiển thuật, xiển minh. Xiển thuật hay xiển minh thì chúng tôi xin lỗi quý vị, người Việt Nam bình thường tra trong chữ từ điển cũng không có chữ đó nữa, tại chữ đó ngài chế ra. Hay là một cách mình nói là tóm lược về môn, tóm lược về thọ, thì các vị không dùng cái chữ tóm lược, không dùng chữ nhíp. Nhíp để dịch chữ sanh cá há là bây giờ quá thú sanh cá há gì là vật nhíp. Mà quý vị nghe vật nhíp nghe lục bùng lỗ tai rồi. Nhưng mà chúng tôi phải thưa rằng cái ngành nào, môn nào, lãnh vực nào thì nó cũng có sự cố chấp hết. Dạ, nó có cố chấp. Chúng ta đừng nghĩ rằng các vị học thiền, học phi diệu pháp hay là học luật không có cố chấp, ngành nào cũng có sự cố chấp. Tới cố chấp thì nó hơi nặng, chúng ta gọi là bảo thủ. Bảo thủ tức là chỉ dùng chữ đó thôi. Thì quý vị quan hỷ là đôi khi chúng ta nên dùng chữ khác một chút để làm sao vậy? Để cái quan niệm giáo trình chúng tôi là làm sao để các vị có thể dễ hiểu hơn. Ví dụ chúng tôi nói tiếp nhận thì quý vị biết nhận là tiếp nhận, kiểm tra quý vị biết là kiểm tra, xử lý quý vị biết xử lý, không phải suy nghĩ nhiều. Còn khi mình nói là phân đoán rồi nói là gọi là động lực, nói thập di, thì quý vị nghe cái những cái từ vựng quý vị nghe sát xa lạ, dĩ nhiên là mình định nghĩa rồi dần dà mình cũng, nhưng mà tại sao chúng ta không có dùng những cái chữ mà quen thuộc để chúng ta đề cập ở tại thành ra chúng tôi nhớ hồi nhỏ sư trưởng cũng hay nói rằng có đôi khi mình trong một buổi thuyết pháp mình không có thể nào cái người nghe mà tra từ điển được. Dạ, chúng ta không có thời gian tra từ điển nhiều. Nên bây giờ thì trong cái giáo trình này đó, ít nhất là quý vị nên biết rằng là một sự cố gắng của chúng tôi làm sao cho sử dụng những từ gần nhất, quen thuộc nhất mà chúng ta hiểu trong cách bình thường được, hơn là những từ mà được chế một cách rất là gọi là đặc chế riêng cho trường hợp đó. Như hồi nãy chúng tôi nói về sự nhiếp, nhân nhiếp, thọ nhiếp, hay là bây giờ chữ tương hợp, không gọi là tương hợp tâm với thuộc tánh, không tương hợp mà gọi là hợp đồng. Thì cái chữ hợp đồng đó bây giờ chúng tôi thưa quý vị là ai cũng nghĩ là hợp đồng là giao kèo, chứ không có ai nghĩ là hợp đồng là sự tương hợp hết. Dạ, hợp đồng là giao kèo. Bây giờ mình nói rằng tâm hợp đồng, sở hữu hợp đồng đó, quý vị nghe nó lạ lắm. Thì chúng tôi biết rằng một số vị rất là dị ứng với điểm này. Tuy nhiên, chúng ta nên trở lại một lần nữa trong cái quan điểm là trong cái sự học hiểu đó, thì nó càng sáng, nó càng rõ thì tốt. Còn nó càng dễ làm cho nhầm lẫn, dễ làm cho khó khăn thì nó hơi khó. Thì trong cái phần mà giảng giải về diễn trình tâm thức này, thì chúng tôi cũng muốn thưa quý vị rằng chúng ta trở lại với cái quan điểm là làm sao có một số nó hơi lạ, thì nó hơi khác với cái truyền thống giáo trình quý vị đã có, nhưng mà làm sao cho nó dễ. Thì ở đây quý Phật tử nên tập trung, trước nhất là đừng có nghĩ nhiều. Dạ, chúng tôi không muốn quý vị phải bận tâm về một cái biểu đồ có hàng trăm, thí dụ như riêng cái lộ của môn đó hơn 100 lộ của môn rồi. Quý vị cần phải nhớ những chuyện đó. Bây giờ tập trung cái này vậy nào. Cái này là 17 sát na. 17 sát na này chúng ta phải hiểu rõ. Nó hiểu rõ thật sự một buổi chúng ta không hiểu rõ đâu. Dạ, tại vì nó có nhiều khía cạnh lắm. Thí dụ như là quý vị nhớ sáu cái khía cạnh quan trọng đó. Chúng ta nói về môn, ở đây chúng ta nói về ngũ môn, hay là chúng ta nói về chức năng. Ở trong này có bao nhiêu chức năng, như là tiếp nhận, rồi kiểm tra, xác định mỗi cái là thuộc chức năng. Rồi chúng ta vật, sát na nào, nương vật nào, vân vân. Thì mỗi một cái chi tiết đó, nó lại soi sáng cho chúng ta một góc cạnh. Nhưng mà không thiết là ngày hôm nay chúng ta phải đụng đến những cái chuyện đó. Chúng ta sẽ trở lại. Tại vì bài học về diễn trình tâm thức nó có nhiều chặng. Mà đầu tiên là chúng ta hiểu thật rõ là 17 sát na này. Thì bây giờ chúng tôi phải trở lại để nói đến cái vai trò của tiềm thức và hoạt thức. Và như đã có nhiều lần đề cập đó là tiềm thức đó, tức là một cái dòng tâm thức mà nó là một cái phiên bản tiếp diễn của cái tâm kiết sanh. Cái tâm chúng ta sanh bằng tâm nào thì tiềm thức bằng tâm đó. Và cái tâm này đó, nó là một cái phiên bản lặp đi lặp lại cái cảnh của cái tâm tái sanh. Và cái tâm tái sanh đó, cái tâm kiết sanh đó là cảnh nào thì chúng ta đã nói trước rồi. Nhưng mà
tương đối là nó mũi lược, tại vì nó lặp đi lặp lại chỉ một cảnh thôi và nó mờ nhạt. Nhưng mà nó không phải chỉ đóng cái vai trò tiềm thức, mà nó còn tạo nên cá tính, nó tạo nên cái mà chúng ta gọi là personality. Nó còn tạo nên một cái gọi là, nó là một cái, một cái hình thức, nó là một cái gọi là chê nghiệp, tức là cái nghiệp để duy trì mạng sống. Bởi vì ngày tình sự ngày dịch là hộ kiếp là gìn giữ mạng sống. Và Hòa Thượng Minh Châu dịch là pháp quan cá là hữu phần, tức là nói đến một cái, những cái chi phần của cái sự hiện hữu, của cái sự tồn tại của chúng ta. Chúng ta tồn tại nó căn bản là do cái tiềm thức đó. Dạ, tại vì cái dòng tâm thức nó tồn tại đó, dòng tâm thức tồn tại đó, thì chúng sanh hiện hữu. Và cái dòng tâm thức tồn tại đó, cái mà nó chiêu cảm nghiệp quá khứ rõ ràng đó là các tâm quả. Ở đây cái tâm quả là việc tiềm thức đó, đóng cái vai trò rất là quan trọng. Thì chúng ta tạm hiểu tiềm thức như vậy đi. Dạ, thì từ cái tâm tiềm thức như vậy đó, nó có những cái cảnh ở bên ngoài vào, chúng ta gọi là hoạt thức. Dạ, hoạt thức. Hoạt thức là cái gì đối diện với, là nó đối lập với tiềm thức. Tiềm thức là cái gì nó tiềm tàng, nó mùi lực. Còn hoạt thức là cái gì có thể là mới, có thể năng động. Chúng tôi không dùng chữ chủ quan, khách quan ở tại đây, mà chúng tôi dùng tiềm thức và hoạt thức. Thì thứ gì, ba cái sát na đầu tiên, chúng ta gọi là tiềm thức dịch chuyển. Và tiềm thức dịch chuyển, tiềm thức dao động và tiềm thức gián đoạn đó. Thì ở đây chúng tôi phải nhắc quý vị này, gọi là dịch chuyển, gọi là dao động, gọi là gián đoạn, nhưng căn bản nó vẫn là tiềm thức. Dạ, vẫn căn bản nó vẫn là tâm tiềm thức, vẫn là cảnh tiềm thức, nhưng mà nó là một lối nói. Chúng tôi lấy ví dụ như là ở trong một cái văn phòng, người ta đang một văn phòng công ty đang là bình thường, có cái tiếng chuông bấm vang lên và cái không khí tĩnh mịch đó không còn, thì lúc bây giờ cái người trách nhiệm mở cửa đó là bước ra ngoài mở cửa. Thì khi cái người trách nhiệm á, có trách nhiệm đứng dậy đi ra ngoài mở cửa, thì được xem như là kết thúc, tức là được xem như là bắt đầu cho cái hoạt thức. Và cái tiếng chuông bấm và cái sinh hoạt tĩnh lặng bình thường của công ty đó kết thúc đó, cái đó chúng ta gọi là tiềm thức gián đoạn. Nhưng mà ba cái rung động, ba cái mà chúng ta gọi là tiềm thức chuyển dịch, tiềm thức dao động và tiềm thức gián đoạn đó, nó chỉ là tên gọi của những cái sát na có tính cách là kề cận cái hoạt thức, kề cận hoạt thức. Nhưng mà nó không phải là có một cái tâm mới, tâm khách quan gọi là hoạt thức, không phải tâm mới, mà nó vẫn là tiềm thức. Tiềm thức là tiềm thức, chúng ta nhắc là tiềm thức chứ không phải là cái gì mới. Cho đến khi cái tâm gọi là khai ngũ môn á, được ví dụ như một người đứng ra mở cửa đó, thì lúc đó mới thật sự là hoạt thức bắt đầu. Thì ở đây một cách rất là thú vị là theo Phật học đó, thì có nhiều cái hiện tượng của tâm lý trong tăng pháp đó, rằng nó sanh khởi trong cái trình tự như là chúng ta hiểu về phương diện vật chất. Dạ. Từ cái này nó qua cái kia đó, nó không có qua liền mà nó có một vài cái giai đoạn gọi là chuyển dịch. Thì ở cử bây giờ ấy, thì chúng tôi nói là tiềm thức chuyển dịch, nhưng mà ngày xưa thì Hòa Thượng Tịnh Sự, không phải ngày xưa mà các vị giảng sư bị dùng cái chữ hộ kiếp vừa qua. Dạ, hộ kiếp vừa qua. Thật ra trong tiếng Việt mà nói chữ vừa qua đó thì chữ vừa qua dịch từ cái chữ Atita ở trong tiếng Phạn, nhưng mà cái chữ vừa qua trong tiếng Việt thì nó không nói được cái gì về cái này. Chúng tôi gọi là chuyển dịch, tức là nó bắt đầu, và bắt đầu từ cái này bước qua cái khác đó, chuyển dịch. Và cái tiềm thức dao động, tức là nó không còn yên nữa. Ví dụ mình nghe tiếng chuông bấm thì bắt đầu nó làm cho mọi người
tạm thời chưa có phản ứng gì, nhưng mà tạm thời là bắt đầu chuyển sang một cái hướng mới là ô có khách. Và cho đến khi một cái người có trách nhiệm mở cửa thì chúng ta gọi là khai ngũ môn, thì người đó mới bắt đầu bước ra bên ngoài để mở cửa khai ngũ môn. Và cái khai ngũ môn này đó, nó thuần là một cái thứ tâm, và chúng ta gọi là phi nhân phi quả. Dạ, nó phi nhân phi quả, và nó thuần tí là việc rất là máy móc thôi. Dạ, nó phải có vậy, giống như là ở trong một cái nhà giàu hay là trong một công ty thì có người trách nhiệm mở cửa, thì mở cửa là mở cửa, không có nên đặt nặng về nó lắm. Cái này nó ở trong tán pháp khi gọi là ý giới. Trong khai ngũ môn rồi tiếp theo là ngũ song thức. Ngũ song thức ở đây tức là chỉ cho cái sát na, mà không phải một lúc mà cả năm cái cặp thức đều sanh khởi. Tức là ở trong một sát na này thì có thể là nhãn thức, có thể nhĩ thức, có thể tỷ thức, thiệt thức, có thể thân thức. Và trong nhãn thức á, thì hoặc là nhãn thức quả thiện hoặc nhãn thức quả bất thiện. Nhãn thức quả thiện là cái biết của mắt đối với cảnh sắc vừa lòng khả ái, và cảnh và nhãn thức quả bất thiện là đối với cảnh sắc không vừa lòng, không khả ái. Thì cái không khả ái và khả ái không khả ái ở đây đó, nó Phật hiểu phải được hiểu với tất cách rất là vĩ mô. Dạ, rất là vĩ mô, rất là tự nhiên. Dạ, rất là tự nhiên. Tự nhiên ở đây đâu là như thế nào, là thí dụ như là chúng ta là con người, và là một người Việt Nam. Bây giờ bỗng nhiên ai đem cho chúng ta một cái bình mà rất là nhiều khoa văn trang trí, rất nhiều màu sắc để lên trên bàn, thì bởi vì chúng ta là người Việt Nam thì chúng ta thấy rằng cái đó nó màu mè, mình không thích đó. Nhưng mà nếu đem một cái bình bằng bằng sứ, bằng men lam của cảnh Đức Trấn, hay là bằng men mang của làng Bát Tràng, men bằng Bát Tràng, thì mình cảm thấy rất là dễ chịu. Thì cái dễ chịu hay cái không dễ chịu này đó, nó ở cái giai đoạn rất là mũi lực, rất là sơ khởi, rất là trực tiếp và rất là thực tánh. Dạ, ở trong thực tánh đó mà nó có cái chiêu cảm của nghiệp quá khứ. Dạ, nghiệp quá khứ. Cái này thì có dịp thì chúng ta sẽ trở lại để nói về cái quả thiện và quả bất thiện. Dạ, quả thiện và bất thiện. Tuy nhiên ở đây chúng ta tạm nói một điều rằng ở cái chủ ngũ song thức này đó, là chúng ta chỉ cho cái giai đoạn mà một ở trong năm giác quan là thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác sanh khởi. Và một trong năm giác quan này đó thì nó có hai trường hợp, và với cảnh xấu và cảnh tốt, thì ở trong danh từ gọi là nhãn thức quả thiện, nhãn thức quả thiện sanh khởi. Và khi cái nó sanh khởi đây đó, nó đúng cái vai trò vì mà biết trong máy chụp hình đó, nó có cái lens. Cái lens tức là cái hệ thống cảm biến nguyên, và cái cảm biến này nó chưa có qua cái gọi là process. Dạ, nó chưa qua process. Chúng ta tạm như vậy, tức là nó chỉ cảm biến, nó chỉ nhận cái hình ảnh ánh sáng đem vào, nhưng mà rồi khi nó process là nó sẽ truyền vào qua một cái quá trình. Cái quá trình đó có là tiếp nhận, rồi kiểm tra, rồi xác định rồi xử lý. Kiểm tra, xác định, xử lý. Tương tự như có người mở cổng, rồi người mở cổng đó ghi nhận rằng đây là nhân viên bưu điện hay là một người viết, và sau đó một cái bàn để rồi gọi là reception. Dạ, và reception để tiếp nhận, rồi lấy những cái tin tức về người đó. Người này là tên gì,
xin điện thoại địa chỉ vân vân, đến đây làm cái gì, rồi sau đó mới có cái chuyện xác định và chuyển người đó đến một cái phòng về làm việc về về ngành, về giấy tờ, về hành chính, về giải quyết khiếu nại hay gì đó. Sau đó có một người có trách nhiệm trực tiếp để xử lý, là tới cái tâm xử lý. Thì mình nói như vậy đó, thì có thể là chúng ta thấy là nó hơi khó hiểu hơn là một cái ví dụ cổ điển. Và ví dụ này thì thưa quý vị, chúng ta tìm thấy ở trong tất cả, và ở trong tất cả quyển sách mà giáo khoa từ xưa tới giờ của môn Thánh Pháp. Dạ, đó là thí dụ cái người nằm ngủ dưới gốc xoài. Dạ, ngủ dưới gốc xoài. Cái chuyện người nằm ngủ dưới gốc xoài này là chúng tôi nhớ rằng khi mà vừa vào trong chùa được vài bữa đó, là nghe sư trưởng kể. Và ngày xưa, bây giờ thì không còn, nhưng ngày xưa chùa Siêu Lý mà chúng tôi mới vào chùa ở đó, thì có nhiều cái cây xoài trong chùa lắm. Thành ra những thí dụ như vậy nó rất là thân quen. Nó rất là thân quen là chúng tôi không biết là quý vị nào có sống ở miền quê, là khi xoài nó ra trái thì khi xoài nó ra trái rồi thì thưa quý vị, một trong những cái cảm giác rất là kỷ niệm rất là thú vị đó, mà rất là hạnh phúc đó, là khi trời gió mà ở trên cây có xoài, mà xoài sắp chín đó, lạ lắm thứ vị. Khi mà xoài sắp chín thì cái cuốn hình như nó giòn hơn, và khi gió đó thì nó bị rụng rớt xuống. Và khi mình nằm ngủ ở trong tăng xá hay nghỉ trong am thất, nghe một cái bụp ở nhân quê về, nghe cái tiếng nó rớt xuống, cái tiếng mà trái xoài rớt xuống đó, nó rất là quen thuộc. Và khi chạy ra nhìn thấy một trái xoài, tuổi thơ nhìn thấy trái xoài thích lắm. Dạ, trái xoài. Và cái xoài màu thích nhất là xoài cát á. Xoài cát á, là cái gần cái cuốn nó có đổi màu vàng, màu đỏ một chút. Và thường là nó rớt xuống nó thì bị bể, thì nó cứng quá đó, nó đập bể. Nhưng mà trái xoài ăn rất là ngon, nó không có chua và nó cũng không có quá ngọt. Và thực ra ở trong cái tâm trí của tuổi thơ, chúng tôi nhớ là kỷ niệm là có khi xoài mà thì chín cho mình ăn không vui bằng không vui bằng lượm được trái xoài mà nó rụng trên cây xuống. Và nó cũng có một cái ở trong chùa đó, là xoài mà xoài rụng xuống á, thì mình được ăn. Dạ, được ăn. Chứ thí dụ mình hái không được hái, mình hái thì phải xin, hay là có ai chịu trách nhiệm hái. Còn xoài rụng mà cái luật ở trong miền quê hồi xưa vẫn vậy, hay xoài rụng đất ai cũng lượm ăn thôi. Thì thành ra nó là cái kỷ niệm. Nên khi chúng tôi vào chùa mà nghe sư trưởng mà nói về thí dụ trái xoài rụng này đó, thì tự nhiên nó có cái gì nó rất là gần gũi. Và cái gần gũi đó, chúng ta cũng phải nói nhớ một điều rằng Ấn Độ là quê hương của xoài, thưa quý vị, xoài ngon lắm. Và từ xưa đến giờ nó vẫn có những cái vườn xoài nổi tiếng như là vườn xoài của Chivaka, vườn xoài của đàn Ampapali. Và bây giờ quý vị sang Ấn Độ cũng còn thấy cái vườn xoài như vậy. Nên cái thí dụ về cái trái xoài đó có lẽ là nó rất là gần gũi. Thì bây giờ đó là có người đang nằm ngủ dưới gốc xoài. Dạ, cái trạng thái nằm ngủ tức là ở dưới gốc xoài chưa có cái gì mà nó xảy ra hết. Chúng ta gọi đó là cái giai đoạn của tiềm thức, và giai đoạn của pháp quan giác, hay là tâm hộ kiếp hay tâm hữu phần để tiềm thức. Dạ. Rồi gió thổi làm trái xoài rụng. Dạ. Người ấy bị âm thanh do trái xoài rơi xuống kích thích. Dạ. Dạ. Ngồi dậy hướng mắt về tiếng động. Thì trong ba cái giai đoạn đầu á, là gió thổi làm trái xoài rụng, người ấy bị âm thanh do trái xoài kích thích, thì nó được ví dụ cho cái những cái tiềm thức như là tiềm thức dịch chuyển, tiềm thức dao động, tiềm thức gián đoạn, tức là kết thúc cái giai đoạn tiềm thức đó. Rồi đưa mắt hướng về tiếng động, được ví dụ cho tâm khai ngũ mục, nhìn thấy cái xoài, được ví dụ cho tâm nhãn thức. Bước đến nhặt lên được chỉ cho tâm tiếp nhận, và xăm soi xem xét như là kiểm tra,
và thấy trái xoài chín không bị hư là xác định. Ăn trái xoài và ví như xử lý, và ăn xong còn chép miệng ví như là dư hưởng, rồi dư hưởng xong thì nằm xuống ngủ tiếp là trở lại tiềm thức. Bây giờ đó thì những cái công đoạn này chúng ta đã học qua phần 14 chức năng, và trong những bài sắp tới thì chúng ta sẽ dạo đi dạo lại những cái công đoạn này. Thì chúng tôi không có đề cập nhiều, nhưng mà nhắc tất cả quý Phật tử đó là ở đoạn trên chúng tôi có ghi mấy điểm là sau khi một cái diễn trình khoạt thích mà đã kết thúc, tức là chúng ta nói tới cái tâm xử lý và tâm dư hưởng, thì nó bắt buộc nó phải trở về với tiềm thức. Và trở tiềm thức, tiềm thức á, ở đây không nói là 1, 2, 3, 4, 5, 6, nhưng mà nó được ví dụ như là những cái sát na đụng. Dạ, sát na đụng nó không có thể đi quá những chuyện đó được. Ở trong cái, ở trong vật lý và trong cuộc sống hàng ngày đó, nó có những cái mà chúng ta gọi là cái giới hạn của lực ném. Giới hạn lực ném là ví dụ như là không có một cái nào mà nó đi hoài, nó luôn luôn nó phải có một cái điểm dừng. Dạ, thí dụ chúng ta lấy cục đất chúng ta chọi thì chọi bao xa đó thôi. Hay là khi Đức Phật còn tại thế có những cái sự việc gì nó xảy ra, như người ta có những người họ mướn côn đồ hồi chữ Đức Phật, thì Đức Phật nói chuyện đó nó không phải tục lại quá 7 ngày. Dạ. Thì tất cả mọi cái hoạt động, kể cả hoạt động của tâm thức á, nó đều có cái giới hạn, và cái giới hạn của tâm thức là trong một diễn trình dài nhất là 17 sát na. Dạ. Rồi nếu mà nó có lặp lại 17 sát na đó thì nó phải có những cái mà chúng ta gọi là tiềm thức, là phá quan cá trở lại. Dạ, tiềm thức trở lại làm cái trái đụng rồi mới tiếp tục trở đi lại. Thì ở đây có nghĩa là khi mà quý vị mở cửa sổ nhìn thấy ánh nắng tràn vào trong căn phòng, thì trong lúc đó có hàng triệu triệu cái diễn trình tâm thức xảy ra. Nhưng mà không phải những diễn trình tâm thức này xảy ra đó nó liên tục với nhau. Thí dụ như là từ cái khai ngũ môn cho đến tâm xử lý, tâm dư hưởng, rồi nó trở lại tâm khai ngũ môn, không phải vậy. Mà bắt buộc nó phải có những cái trái đụng là trở lại cái tiềm thức. Dạ, tiềm thức. Rồi nó mới bắt đầu. Bởi vì cái dòng tâm thúc liên tục đó là một sự pha lẫn giữa tiềm thức và hoạt thức. Tiềm thức có thể kéo dài rất lâu. Thí dụ như là chúng ta ngủ miên man, ở trong giấc ngủ là tiềm thức mà không hoạt thức sanh khởi. Nhưng mà ngược lại, hoạt thức sanh khởi đó thì nó không thể nào hoạt thức hoài, mà nó luôn luôn có tiềm thức xen kẽ vào. Dạ, tiềm xen kẽ. Và một cái diễn trình dài lắm là 17 sát na. Nó 17 sát na thì quý vị cũng phải trừ 13 sát na đầu cũng thuộc về tiềm thức đó. Tức là dịch chuyển, dao động, gián đoạn. Chúng ta tính từ cái kháng ngũ môn cho đến tâm dư hưởng chỉ 15 sát na. Chúng tôi nói là đó là một cái trường hợp mà diễn trình tâm thức rất là sung mãn, căn cảnh môi sinh thì chú ý có đầy đủ như vậy đó. Nhiều lắm là nó, nếu kéo dài tính luôn ba cái tiềm thức mở màn đầu tiên đó, thì cái này nó gọi là một cái diễn trình tâm thức đầy đủ. Rồi sau diễn trình tâm thức thì nó cũng phải trở về lại với tiềm thức ở trong một vài sát na, rồi nó mới qua một cái diễn trình mới. Thì thưa quý vị, khi mà chúng ta đi vào trong cái tìm hiểu về diễn trình tâm thức này đó, một lần nữa chúng tôi nhắc là đây là một cái nhìn rất là vĩ mô, không nên hiểu là chỉ cái diễn trình sát na này nó đã xử lý xong, xử lý hoàn tất, mà thật ra những cái diễn trình đầu, những diễn trình đầu nó tương đối là nó chỉ làm cho mình cảm thấy rõ nét thôi. Dạ, mặc dù nó có đầy đủ sát na, có khi nó bất hàng triệu triệu sát na đó, thì người ta mới thấy cái rõ ràng. Dạ, người ta mới thấy cái rõ của cái cảnh và có xử lý. Bởi vì
đôi khi chúng ta nghe có những vị họ nói rằng mình phải khéo như lý tác ý, là mình có thể can thiệp vào vào cái suy nghĩ của tâm. Cũng cảnh đó người ta chửi mình, người ta khen mình, người ta chê mình, nhưng mà mình khéo suy nghĩ đó thì mình sẽ không có giận, mình sẽ không có nổi nóng. Nhưng mà không khéo suy nghĩ thì cái cách diễn tả đó đó, thưa quý vị, nó không có vừa vặn, nó không có tương thích với cái mà chúng ta đang bàn ở tại đây. Tại cái diễn trình tâm 17 sắc na ở đây chúng ta nói nó nhỏ lắm, nó tế nhị lắm, nó vĩ mô lắm, chúng ta nói phương diện micro. Dạ, đừng nghĩ về chuyện đó. Cái chuyện mà mình như lý tắc ý đó là nó phải trải qua hàng triệu triệu, hàng tỷ tỷ cái diễn trình tâm thức thì mới có được một thái độ sống mà chúng ta nói đời sống hàng ngày. Thành ra ở đây chúng ta nói phương diện rất là vi tế lắm. Và quý Phật tử, bây giờ thì quý vị nghe thoáng qua từ cái khai ngũ môn, rồi ngũ sống thức, rồi tiếp nhận, rồi kiểm tra xử lý, kiểm tra xác định xử lý dư hưởng. Những cái công đoạn này, những cái mấu chốt này, tuy rằng nói thoáng qua nhưng mà nó lại liên hệ nhiều. Thí dụ khi chúng ta nói về nghiệp, tạo nghiệp là tạo ở tâm xử lý, và trong cái bảy tâm xử lý thì có cái tâm mà tạo ra hiện báo nghiệp, có tâm tạo ra sanh báo nghiệp, tạo ra hậu báo nghiệp. Và khi nói về duyên, giờ quý vị nghe thì tôi từ xưa hay nhắc đi lại cái duyên chẳng hạn, thì nó lại liên hệ đến điều này. Thành ra những gì mà chúng ta đề cập đến tại đây nó không đơn thuần là chỉ nói về diễn trình tâm thức, mà ở trong đó nó là cả một cái sự hàm chứa bao nhiêu là cái tình tiết. Và những tình tiết đó chúng tôi không đề cập bây giờ, tại vì sao vậy? Đề cập làm cho quý vị rối trí. Nhưng mà một người học thắng pháp á, thì không thể không học về lộ tâm, mà học lộ tâm á, thì không thể không học đầy đủ, học rõ về cái diễn trình này. Và mình cứ tạm hiểu là ồ, diễn trình tâm thức của 17 sát na đi, những cái diễn trình tâm thức tới như là ý môn, hay là chúng ta nói lũ ngũ môn bằng cảnh mà ấn tượng mạnh, ấn tượng yếu, ấn tượng rất yếu vân vân, thì chúng ta sẽ nói sao. Nhưng giờ đó 17 sát na này phải hiểu rất là rõ, phải nắm rất là vững và phải nhớ. Không nhớ thì mai mốt chúng ta học qua bên kia nó hơi lạc đi, và chúng ta sẽ không nắm được ý nghĩa. Thật ra ở đây nó là một điều đặc biệt rất là cần thiết, và để chúng ta nhớ rõ về những cái khía cạnh của diễn trình tâm này. Bây giờ thì thưa quý vị, ngay cả hai cái thí dụ cổ điển về người ngủ dột xoài, và ví dụ về một công ty, thì người ta nói rằng mình muốn diễn tả cái ná thì mình lấy cây cung, nhưng mà cây cung không hẳn nó hoàn toàn giống cái ná. Dạ, ví dụ như mình ví dụ vậy, nhưng mà mình có thể lấy cây cung để mình diễn tả làm cái thí dụ. Thì khi mà chúng ta học Phật pháp, chứ học Thánh pháp những thí dụ, thì chúng ta hiểu thí dụ nó ở mức độ tương đối. Như là quý vị nghe trong này là nằm ngủ gốc xoài dí như tiềm thức, trái xoài rụng như tiềm thức dịch chuyển, bị âm thanh kích thích như tiềm thức dao động. Thì cái tiềm thức dịch chuyển mà ở đây không phải là trái xoài, và âm thanh không phải là tiềm thức dao động, và chúng ta nhớ như vậy. Mà chúng ta chỉ nói đến một cái thời gian đó cái tiềm thức nó bị dao động như vậy, chứ tiềm thức ở lúc đó không phải trái xoài. Tại trái xoài là một khác, mà cái âm thanh kích thích là một chuyện khác, cái âm thanh mà kích thích thính giác là một chuyện khác. Còn ở đây tiềm thức là tiềm thức, và nhớ tiềm thức nó chỉ có một thứ tiềm thức thôi, và một cảnh thôi, nên rất là cẩn thận về điểm này. Chúng tôi đã nhắc quý vị là những thí dụ nó đều mang tới cách tương đối, đừng hiểu thí dụ cách tương đối, và chúng ta phải rất là cẩn thận. Bây giờ thì thưa quý vị, đó là vài điều trình bày trong cái phần diễn trình tâm thức ngày hôm nay. Tiếp theo thì xin được bạch sư tổ thư siêu
Thượng Tọa có ở trước máy và Thượng Tọa nghe được không? Nếu được thì kính thỉnh Thượng Tọa hoan hỷ bắt đầu cho cái phần giảng kế tiếp của Thượng Tọa. Và nếu sau đó còn thời giờ thì chúng ta sẽ trở lại với cái phần thảo luận. Xin kính cung kính Thượng Tọa. Nam mô Bổn Thầy, kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ tăng chúng. Kính truyền Thượng Tọa Giác Đẳng với bài giảng vừa qua. Tiếp theo chúng tôi xin chia sẻ cũng chung quanh trong bài học ngày hôm nay. Nhưng chắc có lẽ là các vị cũng thông cảm vì chúng tôi học vì diệu pháp từ xưa đến từ còn nhỏ tới bây giờ, cho nên chúng tôi đã quen cái cách giảng giải trình bày theo cái hệ thống dạy của Thượng Tinh Sử, cũng như một số từ mà chúng tôi đã quen sử dụng. Thì chúng tôi cũng rất đồng ý với Thượng Tọa Giác Đẳng ở điểm là có những từ nó chỉ thuần Hán cổ, cho nên khi mà Ngài sử dụng để mô tả về khiến cho chúng ta nhất là trong cái thời hiện đại những cái từ mà xa xưa cách đây trên 50 năm thì những cái văn phong đó nó gần như là đã lỗi thời, chúng ta cũng phải hiểu đính lại để cho nó phù hợp với cái văn phong hiện đại. Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên đi quá xa, bởi vì có một loại ngôn ngữ ở trong kinh điển mà chúng ta không thể chỉnh sửa được, đó là Pali. Vì vậy cho nên ý nghĩa của từ Pali đó chúng ta có thể sử dụng lại khi mà chúng ta biết. Nó vừa là phù hợp với ngôn ngữ hiện đại cho người ta dễ nhận biết, nhưng mà cũng vừa là đi sát với nguyên văn Pali một chút. Bởi vì chúng ta luôn luôn chúng ta phải giữ lý lệ, không để cho nó mất gốc. Ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta học về
nó diễn trình tâm. Nếu mà chúng ta chỉ trình bày những cái sắc na tâm nó sanh khởi, tiếp nối như thế nào, như vậy là chúng ta vẫn chưa có đi sát vào trong cái diễn trình tâm. Bây giờ thứ nhất là chúng ta phải hiểu rằng trong một diễn trình tâm xảy ra, khi mà có cảnh hiện đến, sắc thinh và khí hoặc vị hoặc xúc, chúng tôi đang nói về diễn trình tâm ngũ môn, thì chúng ta tự hỏi rằng những cái sát na tâm như vậy đó, nó cần phải có thứ lớp trật tự như đã trình bày, hay là có thể kể khác đi được. Thưa quý vị, không thể kể khác đi được, do cái phận sự, do cái chức năng, cái nhiệm vụ của tâm. Thế là cái chức năng khai môn thì cái tâm khai môn phải sinh trước, cái sát na đó phải sinh trước. Rồi cái chức năng thấy hoặc nghe hoặc ngửi hoặc nếm hoặc đụng, đó là chức năng của ngũ thức, mà chúng ta gọi là ngũ song thức, gọi là Pancha Vinyana Dhammakam. Tại sao cặp đôi? Bởi vì năm thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, nó thuộc về quả bất thiện. Rồi có năm thức nữa là thuộc về quả thiện. Thức, cái năm thức mà quả bất thiện thì nó biết cảnh sắc xấu, cảnh thinh xấu, cảnh khí xấu, cảnh vị xấu, cảnh xúc xấu. Còn nếu là năm thức quả thiện thì nó bắt cảnh tốt. Cho nên ở chỗ cái chặn sắc na năm thức á, mà thường Thừa Giới Đẳng dùng cái từ gọi là năm giác quan. Cái chỗ sắc na này, nếu mà chúng ta kể tính á, thì ở đây chúng ta phải biết là một trong mười, trong mười thức. Hay là một trong năm cặp thức. Cũng vậy, khi mà chúng ta nói đến cái sát na tiếp theo, đây là cái quy luật gọi là Chittaniyama, là tâm, quy luật về tâm, tâm pháp nó xảy ra, thì cái chức năng mà tiếp thu cảnh là do một trong hai tâm tiếp thu. Và chúng ta phải hiểu rằng là hễ như cái sát na thức trước đó là nhãn thức quả bất thiện, hay là nhĩ thức quả bất thiện, tỷ thức quả bất thiện, thiệt thức quả bất thiện, hay là thân thức quả bất thiện, thì cái sát na tiếp thu, tâm tiếp thu đó phải là tâm ý giới quả bất thiện. Tâm ý giới quả bất thiện tức là tâm tiếp thu quả bất thiện. Còn nếu như năm thức là quả thiện, nhãn thức quả bất thiện, nhĩ thức quả bất thiện, tỷ thức quả bất thiện,
tỷ thức quả thiện, thiện thức quả thiện, thân thức quả thiện, thì ở cái sát na tâm tiếp thu sampatichana sẽ là ý giới quả thiện, tức là tâm tiếp thu quả thiện. Rồi cũng vậy, hễ là tâm tiếp thu quả thiện sanh lên rồi diệt, thì kế sau cái sát na tâm tiếp thu quả thiện đó phải là tâm thẩm tra hay là tâm quan sát quả quả thiện. Thì quả thiện ở đây là thọ hỷ hoặc là thọ xả, một trong hai nó sẽ sanh khởi ở đây. Còn nếu như tiếp thu là quả bất thiện thì cái tâm thẩm tra hay tâm quan sát phải là quả bất thiện. Nó chỉ có một tâm là quan sát và thọ xả mà thôi. Rồi sau tâm tiếp thu là tới tâm ý thức giới vô nhân. Sau tâm quan sát rồi sẽ là tâm ý thức giới vô nhân. Tâm ý thức giới vô nhân này là chỉ cho cái tâm khai ý môn với cái tên gọi là Wotapanna. Mà sách cũ ngày Hòa Thượng ngày dài là tâm phân đoán hay là đoán định. Thì ở đây xài cái dịch từ mới là tâm xác định, quá tâm bánh á. Và thưa quý vị, cái giai đoạn đầu là kể từ cái tâm khai ngũ môn cho đến cái tâm xác định đó, cái tâm xác định hay Wotapanna, thì cái giai đoạn đó xem như là cái diễn trình tâm chỉ làm việc cơ năng. Dầu cho Đức Phật hay là vị A-la-hán thịnh văn hay là bậc hữu học, khi mắt thấy cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân đụng chạm, thì cái giai đoạn tâm này của các ngài cũng là như vậy. Phàm phu của chúng ta cũng là như vậy. Vì cái giai đoạn này là giai đoạn tâm làm việc máy móc, chỉ đơn thuần bất cảnh vậy thôi, chứ chưa có xử lý được cảnh. Thì qua đến cái chặng mà bảy sát na cho quên nát, xưa gọi là tâm động lực, bảy sát na động lực hay là động tốc hay là tốc hành tâm, mà bây giờ chúng ta xài danh từ mới gọi là bảy cái sắc na tâm xử lý. Thì bảy sắc na tâm xử lý này có thể là bất thiện, có thể là tâm thiện dục giới, mà cũng có thể là tâm duy tác dục giới hữu nhân, tức là tâm đại tố Mahakriya Chitta, tức là tâm của vị A-la-hán. Cái giai đoạn này nếu mà đối với phàm phu, hay nói cách khác là nếu mà là cái tâm thiện là động lực, tâm thiện xử lý cảnh, hay là tâm bất thiện xử lý cảnh, thì cái giai đoạn này
là cái giai đoạn tạo nghiệp. Chỉ còn đối với tâm động lực, trong trường hợp này mà tâm đại tố, tâm tố của vị A-la-hán thì tâm đó không tạo nghiệp. Bởi vì cái tâm tâm tố, tâm động lực của vị A-la-hán xem như là việc nên làm đã làm xong, gánh nặng đã đặt xuống, sau đời sống này không còn đời sống khác. Cho nên cái tâm của các ngài mặc dù cũng là tâm tình hảo, nhưng mà không không có tạo nghiệp thiện hay là nghiệp thiện. Rồi sau cái tâm xử lý đó, nếu như cảnh rất lớn, mà ở đây Thượng Tọa Đảm gọi là ấn tượng rất mạnh đó, thì bảy cái tâm động lực nó xử lý cảnh không có hết, và cảnh lớn đó nó còn dư, cho nên có hai cái tâm dư hưởng là hai cái tâm lượm lại, móc lại cảnh tada la bana, tức là tăng aramanang tada la bana, tức là cũng cùng một cảnh ấy, tức là cùng một cảnh với tâm động lực đó. Nhưng mà cái giai đoạn này là thuộc về tâm quả, tức là một trong 11 tâm quả dục giới, tức là 8 tâm đại quả và 3 tâm quan sát. Mà chúng tôi gọi là 3 tâm thẩm tra hay là kiểm tra. Thì ở đây thưa quý vị, nếu mà chúng ta tính cho đủ á, thì trong một diễn trình tâm thức bình nhật, hay gọi là hàng ngày, chữ Pavati Kala là bình nhật, thì cái diễn trình tâm đó, cái lộ tâm này có thể sanh được 17 trong 54 tâm dục giới. 17 trong 54 tâm dục giới. Nói 54 tâm dục giới không có nghĩa là 54 tâm dục giới đó nó đồng sanh khởi ở trong cái luật một cái diễn trình như thế này. Cái diễn trình này có 17 sát na, như vậy có 17 thứ tâm thôi. Nhưng mà khai ngũ môn là một thứ tâm. Cái chặng mà thức á, quy nha năng là một trong 10 thứ tâm. Tức là một trong 10 thứ tâm chúng ta gọi là ngũ sung thức. Cái chặng tiếp thu thì một trong 2 cái tâm tiếp thu. Chặng kiểm tra, cái tâm kiểm tra đó, hay là tâm quan sát, thì là một trong 3 tâm Santirana. Rồi đến cái tâm xác định hay là tâm phân đoán đó, thì cái chặng này chỉ có một thứ tâm khai y môn mà thôi. Rồi cái chặng mà 7 sát na tâm động lực, hay là gọi là tâm xử lý cảnh đó, thì 7 sát na đó nó chỉ là một thứ tâm, tức là một trong 29 tâm động lực dục giới. Nghĩa là 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si, 8 tâm thiện dục giới, và 9 thiện ở 9 tâm tố, một tâm khay, một tâm ưng cúng sinh tiếu, và 8 tâm đại tố. Thì như vậy 7 chặng này nó chỉ là một thứ tâm trong 29, trong 29 thứ tâm động lực đó. Rồi qua đến cái
chẳng na cảnh hay sắc na tâm na cảnh này, nó cũng chỉ là một tâm thôi. Tâm trước với tâm sau cũng đều giống nhau, giống một thứ tâm. Thì như vậy nó sẽ là một trong hai, một trong ba, một trong mười một, một trong mười một thứ tâm, là tám tâm đại quả và ba tâm kiểm tra. Thì như vậy nếu mà tính theo chặng gọi là thanh á, tức là sở, thì nó chỉ có sở, mà tính theo thứ tâm thì có 17 thứ tâm sanh khởi. Tại sao 10 sở? Là bởi vì ở đây khi mà nói đến có 7 sở, có 7 sở. Nếu mà nói đến cái giai đoạn mà động lực, mặc dù 7 sát na nhưng mà cũng kể là một sở, một thanh á. Na cảnh mặc dù 2 nhưng mà chúng ta chỉ kể là một sở, bởi vì nó đồng thứ tâm. Thì như vậy khi mà chúng ta nói đến lộ trình, một là nói đến thứ tâm, chặn tâm và sở tâm, chúng ta phải phân ba như vậy để chúng ta mới hiểu được, cho chúng ta học tóm tắt, chúng ta học tổng quát, gom lại 54 thứ tâm. Thì như vậy chúng ta sẽ mơ hồ, chúng ta học và chúng ta không hiểu được. Thì 17 sắc na tâm đó phân ra là 7 chặn, tức là khai môn thu, khai môn thức, tiếp thu, quan sát, phân đoán, động lực và na cảnh, tức là dư hưởng, tâm dư hưởng. Rồi như vậy chúng ta chỉ có bảy sở. Tính như vậy không cũng chưa đủ, bởi vì ngày xưa khi ngài Hòa Thượng Định Sử ngài làm ra cái bản lộ trình tâm đó, thì ngài còn phân ra nữa là cái lộ tâm này sanh khởi cho bao nhiêu hạng người, trong 12 hạng người. Nó hiện khởi trong bao nhiêu cõi của 31 cõi, còn tính phân ra nữa thưa quý vị. Nhưng mà vì rằng chúng ta chưa có học người và cõi, cho nên ở đây không có nói tới. Chúng tôi chỉ nói một cái tổng quát như thế này. Người khổ, người lạc, người nhị nhân, người tâm nhân, người sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Thì ở đây cái người đạo chỉ kể tính là một sát na tâm đạo thì gọi là người đạo. Do đó cho nên trong cái diễn trình tâm ngũ môn thời Bình Nhật này không có tâm đạo sanh khởi. Vì vậy cho nên trừ ra bốn hạng người, chúng ta chỉ còn có người khổ, người lạc, người nhị nhân, người tâm nhân, người sơ quả, một tu được quần, tứ đà hàm, a na hàm, a la hán thôi. Là bảy hạng người đó là có diễn ra cái lộ trình tâm ngũ môn này. Còn khi mà chúng ta nói về cõi đó, thì trong 31 cõi chúng ta loại trừ năm ra là cõi bốn cõi vô sắc, thì cõi đó không có sắc pháp, cho nên không kể vào lộ tâm ngũ môn được. Vì tâm ngũ môn là bất cảnh sắc pháp vô tưởng, mặc dù nó là cõi hữu sắc, nhưng mà cõi vô tưởng đó lại không có tâm, cho nên bỏ ra không có kể. Còn khi mà chúng ta nói đến cái lộ nhãn môn, nhĩ môn, thì nó có trong 26 cõi ngũ uẩn.
nghĩa vị trời Phạm Thiên, vị Phạm Thiên cõi sắc giới hữu tưởng vẫn có độ nhãn môn, độ tâm nhĩ môn như thường. Nhưng mà nếu là lộ tỷ môn, lộ thiệt môn, lộ thân môn thì chỉ có xuất hiện ở trong 11 cõi dục giới thôi. Nhưng ở đây đó, lộ nhãn nhĩ nói là như vậy. Nhưng nếu như lộ nhãn lộ nhĩ mà ở đây chúng ta đang nói về cảnh rất lớn, là có hai cái tâm dư hưởng hay là tâm na cảnh, tâm mót, thì ở trên cõi Phạm Thiên vẫn không có, không có xuất hiện. Bởi vì ở trên cõi Phạm Thiên sắc giới, cõi đó không có cảnh dư, không có tâm na cảnh bao giờ. Thì đó là chi tiết, nó còn nhiều phức gì. Cho nên từ đó đã nói cho chúng ta biết rằng là học diệu pháp đó, nghe học lộ trình tâm không phải chỉ nói đơn giản bao nhiêu đó là chúng ta hiểu được đâu, mà chúng ta cần phải hiểu qua nhiều khía cạnh khác chúng ta mới gọi là tạm hiểu về cái diễn trình tâm thức. Nhưng mà nói tóm lại thì chúng ta phải nhớ diễn trình tâm thức đó là một quy luật của tâm pháp Chittaniyama. Nó phải sanh lên hết sắc na đề đến sắc na khác bằng cách gọi là vô gián duyên. Mà trong vô gián duyên Anantarapachaya thì Đức Phật có thuyết ở trong Bồ Tát Thanh Á, khi nói đến vô gián duyên thì tâm khai ngũ môn mà trợ cho thức tâm đó, sắc na khai ngũ môn trợ cho sắc na thức tâm, trợ bằng cách là vô ký, trợ vô ký bằng vô gián duyên. Rồi thức tâm trợ cho tâm tiếp thu ý giới, sanh tiếp nối bằng cách gọi là vô ký, trợ vô ký bằng vô gián duyên. Tâm tiếp thu trợ cho tâm kiểm tra hay là tâm quan sát thì cũng bằng, thì gọi là vô ký, trợ vô ký bằng vô gián duyên. Rồi tâm kiểm tra hay là tâm quan sát đó trợ cho cái tâm xác định, phân đoán, Vatthapanna, gọi là vô ký trợ vô ký bằng vô gián duyên. Nếu cái lỗ tâm này mà động lực là cái tâm bất thiện thì cái tâm phân đoán, cái tâm xác định đó mà trợ cho cái động lực bất thiện thứ nhất thì gọi là vô ký trợ thiện, ở trợ cho bất thiện bằng vô gián duyên. Nhưng mà từ bất thiện thứ nhất trợ cho bất thiện thứ hai đó thì gọi là vô ký, gọi là bất thiện trợ bất thiện và vô gián duyên. Bất thiện trợ bất thiện vô gián duyên, giai đoạn này cũng gọi là Asevanapachaya, là trùng dụng duyên. Còn nếu như động lực đó là tâm thiện thì cái tâm xác định, cái sát na xác định đó trợ cho cái động lực thiện thứ nhất, gọi là vô ký trợ thiện bằng vô gián duyên. Rồi động lực thiện thứ nhất trợ động lực thiện thứ hai trợ thứ ba trợ thứ tư trợ thứ năm trợ thứ sáu trợ thứ bảy đó, thì cái đó gọi là thiện thiện bằng vô gián duyên. Rồi nếu như cái giai đoạn tâm xử lý này, tức là động lực tố của vị A-la-hán, bao gồm cả tố vô nhân ưng cúng sinh thiếu hay là tố dục giới hữu nhân, một trong chín tâm tố đó, thì cái tâm xác định nó trợ cho động lực tố thứ nhất bằng cách gọi là vô ký trợ vô ký bằng vô nhân duyên. Động lực tố thứ nhất trợ thứ hai trợ thứ ba trợ thứ tư trợ thứ năm trợ thứ sáu trợ thứ bảy, cũng gọi là vô ký bằng vô gián duyên. Trở lại, khi mà cái sắc na động lực thứ bảy là bất thiện
là động lực bất thiện, thì tâm động lực bất thiện này trợ cho cái tâm dư hưởng hay là cái tâm na cảnh. Thứ nhất bằng cách là bất thiện trợ vô ký bằng vô nhân duyên. Nếu là thiện, động lực thiện thì là thiện trợ vô ký bằng vô nhân duyên. Nếu là động lực tốt thì cái sát na thứ bảy này, động lực thứ bảy này là vô ký trợ vô ký bằng vô nhân duyên. Rồi động lực, rồi cái tâm dư hưởng thứ nhất, sát na dư hưởng thứ nhất trợ sát na dư hưởng thứ hai, gọi là vô ký trợ vô ký bằng cái vô nhân duyên. Chúng ta cứ học như vậy đó. Thì ở đây thưa quý vị, nếu mà chúng ta kể tính ra đó, thì chúng ta còn nhiều cái vấn đề để mà chúng ta phải biết đến. Ở đây chúng tôi chỉ xin chia sẻ với quý vị một số vấn đề liên quan đến cái diễn trình tâm thời bình nhật hay là thường nhật của chúng ta. Chúng ta gọi là thường nhật, chắc có lẽ là nó hay dễ hiểu hơn hàng ngày. Bởi vì hàng ngày đó, cái tiếng đó nó quá là nôm, nó quá là nôm. Cho nên chúng ta nói thường nhật đi. Bởi vì tại sao? Vào cái sát na tục sinh đó, thì gọi là tái tục. Sau cái sát na tục sinh nó trở đi trong đời sống chúng ta gọi là thường nhật. Còn đến cái sát na cuối cùng của cái sống gọi là tử, cái tâm tử. Mà trước đó 17 sát na kế cái tâm tử thì chúng ta gọi là cận tử, Magna Sanna. Chúng ta phải biết tên gọi của từng giai đoạn, tên gọi từng giai đoạn gì. Cho nên ở đây cứ là cái chỗ mà bát thí sanh thí đó, bát thí sanh thí này chúng ta gọi là Upa Dakkhane hay Akkantakkhane, theo ở trong A Tỳ Đàm, ở trong bộ Bát Thanh Á thì chỉ có cái tên, chỉ có tâm mà nó làm việc tục sinh đó thì nó mới có cái tên gọi là patisanthi. Nhưng mà khi nói đến sát na tục sinh thì akkantakkhane, akkantakkhane. Thì ở đây thưa quý vị, trong đời sống mình Nhật gọi là pavati, pavatikala, và cái thời tử gọi là chutikala. Thì chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị một số vấn đề như vậy. Không biết là quý vị có nghe được hay không, có hiểu được hay không, nhưng mà chúng tôi chỉ làm theo cái phận sự của mình thôi. Bây giờ xin kính thỉnh tội giúp đẳng trở lại với cái trách nhiệm điều học. Sa thú kính trân thượng tọa thiếu sư. Bạch thượng tọa thiếu sư, thượng tọa quan hệ nói thêm một điều mà nó hơi ngoài đề tài một chút đó, là khi mà chúng ta nói đến cái trình tự và cái trình tự sanh diệt của tâm thức và kể cả vật chất nữa, thì nó đi theo một số cái định luật. Thì có câu hỏi đặt ra mà hơi ngây ngô chút xíu là ai đặt ra định luật đó? Tại sao nó phải, tại sao trước khi mà biết khi mà đi vào tâm xử lý thì phải có tâm xác định hay là tâm khai ý môn chẳng hạn, tại sao nó không thể không có được? Thì hỏi gì thì nó hơi kỳ lắm. Thì tôi nghĩ thưa tôi giải thích thêm cho ở đây về chỉ trích Tánh Yama và về điểm này nó khác biệt giữa Phật pháp và các tôn giáo khác như thế nào. Xin kính thỉnh thưa tôi.
Anh Nam Mô Bổn Thầy chứ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, đã gọi là Chittaniyama, tức là cái quy luật về tâm, quy luật về tâm, hay gọi là tâm cố nhiên, là nó phải xảy ra như vậy, không có ai sắp xếp, không ai định đặt. Bởi vậy khi mà hành giả tu tuệ quán, cho đến một lúc mà bị hành giả tùy quán được cái pháp vô ngã, thì mới thấy rằng là cái sự diễn biến của pháp vô vi, sự diễn biến của sắc pháp và của tâm pháp, cái sự diễn biến đó nó tự nhiên là như vậy, chứ không có bị chi phối, bị được sắp xếp bởi một cái quyền năng nào. Thì ở trong đó nói như vậy, nó không có cái quyền năng nào, không bị chi phối, không bị sắp xếp bởi một quyền năng nào, mà chỉ là một cái quy luật tự nó sanh khởi như vậy. Cũng như khi mà chúng ta nấu đến những cái quy luật khác, chẳng hạn như là khi chúng ta nói vi chát như gia má là quy luật về chủng tử, thì ở đây thưa quý vị, cái hạt giống của cái loại chua ngọt hay đắng, thì cái hạt giống đó khi mà nó rơi xuống đất thì mọc ra rễ, ra lá, lên thân cây, rồi nó theo cái trình tự phát triển và không có ai sắp xếp. Cho nên ở đây đó, chúng ta phải hiểu rằng là hễ cái gì nó thuộc về quy luật thì cái đó nó tự nhiên, không có ai sắp đặt. Hễ do cái này có thì nó phát sinh ra cái kia. Cho nên năm cái quy luật, năm lý do má đó, thì ở đây chúng tôi cũng xin nói thêm. Một là quy luật về thời tiết, mùa tiết, ô tú ni già mát, mùa mưa, mùa nắng, mùa mưa, mùa nắng, mùa nóng, mùa lạnh, là quy luật tự nhiên của vũ trụ, không ai làm khác lại được. Thứ hai là cái định luật về chủng tử, gọi là phi chát ni già mát, cái giống chua, ngọt, cay, đắng là quy luật tự nhiên của thảo mộc, không ai làm khác được. Thứ ba gọi là quy luật của tâm thức, tâm sanh trụ diệt tường sát na biết cảnh, đó là quy luật của danh quẩn, không thể làm khác được. Và thứ tư là định luật về nghiệp, căm má đi gia má, là sự kiện có nguyên sanh hậu quả, hãy có nguyên nhân thì có sanh hậu quả, nhân tốt kết quả tốt, nhân xấu kết quả xấu, nghiệp báo ứng, đó là quy luật tự nhiên không thể làm khác được. Và cuối cùng là quy luật về pháp tham má đi dâm á, là sự vận hành của pháp hữu vi, mỗi pháp có thực tính riêng biệt, cái thực tính gọi là sa pha quát, được cấu tạo bởi nhiều duyên hệ, đó là cái điều, đó là quy luật tự nhiên không ai điều phối được. Thì ở đây
cái câu mà thượng tọa cho nó hỏi ai đặt ra những định luật về diễn tiến của diễn trình tâm thức, thì chúng tôi xin thưa rằng là đã gọi là một cái định luật Niyama thì tự nhiên mà có như vậy, gọi là cố nhiên, tự nhiên nó phải diễn ra như vậy, không có ai đặt hết. Có chăng là người thuyết, người tìm ra cái định luật đó. Bây giờ hỏi ai tìm ra được cái định luật về tâm, diễn trình tâm thức, thì xin thưa rằng là chính Đức Phật là tìm ra cái định luật đó. Và khi mà Ngài thuyết ở trong bộ Patthana là bộ vị trí, thì ở trong đó nói đến Anantarapachaya, tức là vô gián duyên. Thì lúc đó Ngài có điều rõ về diễn trình tâm thức. Như khi nãy chúng tôi có trình bày với quý vị về vô ký trợ vô ký bằng vô gián duyên, vân vân. Thì cái đó đó là Đức Phật Ngài thuyết. Ngài thuyết, Ngài tìm ra và Ngài nói cho biết cái quy luật đó, chứ không có nghĩa là Ngài định đặt cái quy luật đó, cái định luật đó. Thì đây là vấn đề mà chúng ta cần phải hiểu. Chúng tôi xin trả lời cái câu hỏi của thượng tọa chánh đẳng như thế. Nam mô Bổn Thầy. Sa thủ kính trinh thưa tòa thủ sư. Bạch thưa tòa thủ sư, có nhiều người cũng quan niệm như vậy là tại vì diễn trình tâm thức nó quá tế nhị này. Chúng ta nói một khẩy móng tay tâm sinh diệt trừ riêu sắc na, thì mình nói mình học cũng vô ích, tại vì mình học đâu có làm gì, chuyện nó quá nhỏ như vậy. Thì thưa tòa có thể nói thêm một chuyện nữa là khi mà mình học về diễn trình tâm thức như vậy nó có lợi cái gì để chúng ta học về những phần sau như về duyên hệ, hay là để chúng ta hiểu về cái gì, hay là mình học chỉ cho có học rồi thôi. Cái tên thì tổ không hiểu trở lại. Thưa vị, dường như thưa tòa thủy sư không còn ở trước máy hay là không nghe chúng tôi nói được nữa. Thưa tòa thủy quyền ơi, ông dạ thấy thưa tòa thủy sư đưa tay rồi, kính cung kính thưa tòa. Không, chúng tôi nói hồi nãy đến giờ nhưng mà chúng tôi lại quên cầm mic bấm không bạn, chúng tôi vẫn nói cho nên quý vị không nghe. Bây giờ chúng tôi nói lại ở đây thưa quý vị, mặc dù cái diễn trình tâm thức nó vốn tế nhị như vậy, nhưng mà chúng ta học nó có lợi lắm thưa quý vị. Bởi vì ở đây cái đạo lộ mà đưa đến giải thoát đó, là chúng ta phải đi qua chỗ giải thoát môn. Ba cái giải thoát môn đó tức là tùy quán về vô thường, tùy quán về khổ và tùy quán về vô ngã. Quán vô thường, quán khổ não, quán vô ngã là quán ở đâu, quán cái gì? Thưa quý vị, đó chính là tùy quán đối với các pháp hữu vi sankhara.
các pháp hữu vi sankhara ở đây nó gồm có sắc quẩn và phi sắc quẩn hay là danh quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Và cái thọ tưởng hành thức này là nó sanh, nó tương tế với nhau, hỗn tương với nhau trong một sát na, 1:3, 3:1, 2:2, nó trở thành một cái sát na tâm. Mà cái sát na tâm đó nó được diễn ra tiếp nối với nhau. Nếu như chúng ta không chịu khó học lộ tâm đó, thì đối với sắc quẩn, chúng ta không chịu khó học lộ sắc và không chịu khó học lộ tâm, thì đối với sắc quẩn là chúng ta chỉ nhìn thấy nguyên khối gọi là khara. Khi mà chúng ta thấy nguyên khối như vậy là chúng ta không thấy được cái lý vô ngã. Còn khi mà nói đến tâm thức á, nó sanh khởi mà chúng ta không nhìn thấy được cái tính kế tục gọi là santati, nghĩa là sát na này diệt trợ cho sát na khác sanh, sát na khác đó nó diệt cái trợ sát na khác sanh. Chúng ta không nhìn thấy cái tính mà kế tục á, nghĩa là tiếp nối với mà sanh đó, thì chúng ta sẽ rơi vào cái gọi là thường kiến sát tà tá đi thiết. Cho nên ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta học chịu khó một chút xíu, nhưng mà hễ chúng ta đã nắm bắt được, hiểu được, chúng ta phân ra, nghĩa là chúng ta tán nhuyễn đối với sắc quẩn này không phải là một khối, mà cái này là địa giới, thủy giới, phong giới, quả giới, hư không giới. Rồi thức này thì nó gồm có tưởng quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Nó tương ưng với nhau, nó hỗ tương với nhau, nó đồng sanh với nhau tạo thành một sát na tâm. Nhưng mà sát na này nó sanh ngắn ngủi rồi nó diệt, sanh trụ diệt, nó sanh ngắn ngủi tích tắc thôi, nghĩa là trong một khẩy móng tay nó đã sanh và diệt cả hàng triệu triệu sát na. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy không có một tâm nào mà từ khi sanh ra cho đến chết mà chỉ là một cái linh hồn dài đăng đẳng trường cửu như vậy, không có. Cho nên khi mà chúng ta học về giữ định tâm đó, thưa quý vị, là lúc đó chúng ta sẽ tùy quán được vô thường, khổ não, vô ngã, nó dễ lắm thưa quý vị. Đó là cái lợi ích của cái việc mà chúng ta học diễn trình tâm và chúng ta học sự diễn biến của sắc pháp. Mà mai chúng ta sẽ học, nhưng mà chắc bây giờ chưa học đâu, bởi vì học diễn trình tâm còn dài lắm thưa quý vị. Chắc có lẽ kiếp sau chúng ta mới học tới lộ sắc. Bây giờ xin kính thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú kính thỉnh thượng tọa tư sư. Thưa vị, nhưng thượng tọa tư sư đề cập khi nãy đó, chúng tôi có nhớ là chúng tôi có đọc một bài viết về một thí dụ. Ở đây chúng tôi muốn nói là người ta có nói về cái kỹ thuật để chế cái chiến đấu cơ mà hiện nay Hoa Kỳ đang sản xuất một cách mạnh mẽ, đó là chiếc F-35. Thì họ nói rằng những cái mấu ráp nối của chiếc F-35 này đó, nó liên lạc với nhau lắm, bởi vì họ dùng cái cách cắt bằng laser. Laser để họ cắt rất là liên lạc với nhau. Do đó khi mà họ ráp lại rất là khích khao. Thì chúng ta nghe nói vậy là sao phải lớn chuyện vậy? Tại sao phải khích khao như vậy?
Nhưng mà người ta giải thích một lý do đó là bởi vì cái một trong những cái phận sự chính của chiếc F-35 này đó là làm sao nó tránh được radar. Và do đó nếu chỉ cần một chút gì đó mà lộ ra bên ngoài về về nhiệt nhiệt độ sai biệt hay cái gì sai biệt đó, thì radar của bên địch sẽ nhận ra liền. Thành ra họ phải dùng một cái kỹ thuật, nghĩa là nó xích sao bằng những cái tia cắt của laser. Thì thứ bình thường trong cuộc sống của chúng ta đó, chúng ta quan trọng là một cái tòa nhà lớn, cột kèo máy móc, chúng ta không quan trọng cái đinh cái ốc. Nhưng mà chúng ta thử hỏi những vị các nhà, ngay cả như thượng tọa Từ Siêu, ở đây là thượng tọa có những cái kinh nghiệm rất là nhiều sự cách đó. Thì cái đinh cái ốc nó quan trọng lắm. Và mặc dù nó nhỏ thôi, chúng ta nói cái nhà mình đi mua nhà mắc mới phải coi cái đinh, mình phải nghĩ đến cái đinh cái ốc. Nhưng mà người xây cất thì bắt buộc. Tại vì sao? Tại vì cái ốc mà xài không đúng, cái đinh nó không đúng thì có thể cái này nó chạm qua cái kia về cái độ phân dài ngắn, và có khi nó chịu nổi hay không có chịu nổi. Thành ra bắt buộc họ phải sử dụng đúng. Thành ra mình nói về căn nhà lớn thì là một lẽ, mình nói cái đẹp, nói cái mái, nói cái giãn cách, nói cái kiểu, nói cái floor plan thì, nhưng mà cái đinh cái ốc cũng rất là quan trọng. Thật ra ở trong cuộc đời này đó, có những chuyện mà bây giờ mình chưa có học về duyên hệ. Quý vị cứ hay nghe và từ xưa nói đi lại cái chuyện duyên hệ, nhưng mà kỳ thật là nếu chúng ta học về duyên hệ rồi đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng không có hiểu được lộ tâm, nó có vấn đề lớn chứ không phải nhỏ đâu. Không diễn trình tâm thức, nó vấn đề lớn nhỏ. Và dần dà rồi nhiều phần khác nó bắt buộc phải trở lại vấn đề điều này. Nên chúng ta đừng chủ quan quá, đừng chủ quan quá trong việc học. Nó ok, nó tế nhị quá, nó vi tế quá. Thí dụ nó bình thường, mình nói là người tâm thiện, tâm bất thiện, rồi hành động có quả này nọ thì mình dễ hiểu chứ. Bây giờ mình nói từng cái sát na, nó quá nhỏ. Mà chúng tôi phải nói thật sự là sẽ đúng sát na tâm là cái đơn vị nhỏ nhất và nhanh nhất. Đức Phật, chính Đức Phật này cũng nói là Như Lai chưa thấy có cái gì mà nhanh như tâm hết. Và chúng ta nói đơn vị cực vi nhỏ nhất. Nhưng dù sao đi nữa thì nó vẫn lợi lạc. Như chúng ta nói ngày nay là về cái kỹ thuật điện toán đó, người ta nói một cái chip đó, ở trong một cái đây thôi, nó thể process hàng bao nhiêu triệu triệu cái data thì nó mới làm được cái computer. Và do vậy có nhiều cái nó rất là vi tế mà chúng ta đừng xem thường. Thưa quý vị, thì tôi sư cũng nói đến một điều thì tôi nói mình học kiểu này thì chắc lâu lắm mới tới lộ sắc, nhưng mà thực sự nó cũng sẽ đến. Một trong những lý do mà chúng tôi dạy hơi chậm một chút là chúng tôi rất là mong muốn là chúng ta học ở đây thôi, chúng ta học để hiểu chứ không phải học để chạy đi rút. Nhưng mà chắc chắn rồi, rồi người ta nói là đi lang thang tới bến đò, đi rồi cũng tới bến chợ, thế nào mình cũng tới thôi. Quý vị nghĩ là, nhưng mà thật ra dạy thắng pháp mà dạy nhanh quá đó, thì quý vị theo cũng vất vả lắm, dạ, rất là vất vả. Chúng tôi lấy kinh nghiệm này là hồi nhỏ thì chúng tôi ở gần ngài Tịnh Sự đó, thì ngài dạy nhanh hơn sư trưởng nhiều lắm, nhưng mà sư trưởng nhanh hơn thượng tọa Từ Siêu nhiều lắm, nhưng mà thượng tọa Từ Siêu cũng nhanh hơn tôi nhiều lắm. Rồi nếu quý vị Phật tử để ý thấy dần dà rồi đó, thì nó sẽ đi đến một cách là chúng ta dạy học, nhưng mà rồi chúng ta cũng phải để ý coi cái độ đậm đặc của bài học đó, nó có tương thích với người học hay không. Vì vậy chúng ta học chậm nhưng mà chúng ta sẽ học hết. Bây giờ thì chúng ta xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Thưa quý vị, ở trong này, ở trong tuần tới đó, thì chúng tôi sẽ có cái chương trình đại lễ Vesak, lễ kỷ niệm sự ra đời của Đức Phật
ở trong đó có ba cái sự kiện là đản sinh, thành đạo, chư Pháp Luân và viên tịch Niết Bàn vào tuần lễ tới đây. Dạ, vào tuần lễ tới đây, vào ngày rằm tháng tư, bắt đầu từ từ ngày 24, 25, 26. Dạ, 24, 26, 3 ngày đó. Và sau đó thì chúng ta sẽ trở lại với cái chương trình sinh hoạt bình thường của lớp Tăng Pháp. Dạ. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay ở đây của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính truyền chi Tùng Đức đã vào Rung để chia sẻ đánh lễ với Ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy Giả. Sa thú lên Thầy. Con Metabanya thành kính thay mặt đại chúng trong rung chúng con kính chư ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và thành trì trong tôn chỉ không làm các ác nghiệp, không tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời Phật dạy. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc khắp tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết chuyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giả. Kim chi kusala kamang kapa pangiriyam mamakaye navaja manasadida se sukatang katang yeta pasanyino atiye yasanta asanyino katang bunya palang mayan sapi paki pawandute yetang katang suwiditang yenang bunya palang mayan yetang Anacanan tideva ganto ahiveda yung sape lokam yesa tachi vanda harane duka manonyang pojanan sape lapanto mangache lapati. Con xin hồi hướng phước lành à các cùng pháp giới chúng sanh gọi nhân mẹ cha thầy tổ thân nhân điểm tiền quá ban tròn phần phước duyên cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan nghị bao truyền gần xa cầu cho mưa thuận gió thương thiện nhà nhà an khương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mang căn nghiệp lành từ khẩu ý thân hóa thành phúc quả vị nhân sapang sumang kalang kakan tu sapa devata sapa bhuta lupa vena soti hontu nirontarang hotu sapang sumang kalang kakan tu sapa devata sapa dhamma lupa vena soti hontu nirontarang hotu sapang sumang kalang kakan tu sapa devata sapa sangha rupa vena soti hondu niron sarang viên công đức đã làm kiến chiến lành giải thoát đệ tử và chúng sanh đồng niên thành chân nhân. Thank you.
Đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room thuộc Pháp Buddha Dhamma xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Bố Thầy Giáo.